thua bảng nhược Malaysia, Thái Lan bị cổ động viên nhà tấn công, khó có đường trở về, Bắc Kinh thừa nhận điều cực buồn. Sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã kịp thời chấn chỉnh lại đội hình cũng như là lối chơi để có thể đại thắng Singapore 4-1 ở trận quyết định, qua đó giành vé bán kết vào AFF Cup 2022. Với ngôi nhì bảng B, thử thách tiếp theo của Hổ Malai sẽ là đội nhất bảng A Thái Lan. Dù phải chạm trán nhà đương kim vô địch nhưng Malaysia vẫn có nhiều sự tự tin nhờ áp đảo ở thành tích đối đầu. Trong 4 lần đối đầu gần nhất sau 9 năm qua, Thái Lan đã không thắng nổi Malaysia. Từ năm 2014 tới nay, Malaysia đã thắng 4, hòa 2 trong 6 lần đối đầu với Thái Lan. Bên kia chiến tuyến, dù không có được phong độ tốt nhất, song Thái Lan vẫn đã khép lại với vòng bảng trong thành tích đứng đầu bảng A. Cụ thể, đội bóng của HLV Bắc Kinh đã thắng với 3 và chỉ có 1 trận để chia điểm trên sân của Indo. Trong thế thiếu người, lối đá của Thái Lan có phần khoa học hơn khi mà tổ chức lên bóng bài bản và luôn mang tính đột biến, tạo tính bất ngờ cao. Một vũ khí quan trọng nữa của đội bóng xứ sở chùa vàng là những quả sút xa khá uy lực. Nhìn một cách tổng thể thì đây là một trận đấu rất đáng chờ đợi. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng với lối đá kỵ sơ với Thái Lan, Malaysia đã có nhiều cơ hội để chiếm ưu thế sau trận bán kết lượt đi. Bước vào trận đấu, Thái Lan dù chủ động cầm bóng kiểm soát trong khi Malaysia đã phòng ngự phản công như mọi khi. Ngay phút thứ 5, cơ hội đầu tiên đến với Võ Chiến. Ekanit đã treo bóng cực tốt bên cánh phải. Pansa đã tung cú đánh đầu dũng mãnh, bóng đập đất rồi đi chạy khung thành chủ nhà. Đến phút thứ 9, Thái Lan tiếp tục nhồi bóng vào vùng cấm từ hai bên. Thủ môn Hami đã băng vào dứt điểm chuẩn xác để đấm trái bóng giải nguy cho Malaysia. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bị ép sân, Malaysia biết cách tạo ra sự khác biệt. Phút thứ 11, Halim tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ của Thái Lan để băng vào dứt điểm cận thành, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước. Pha tỷ số 7 đã ăn mừng theo kiểu của siêu sao Cristiano Ronaldo. Chủ nhân của pha kiến tạo bằng đầu đó chính là hậu vệ biên Ruben Zidane. Chân sút cao 1m58 đã có 4 bàn tại AFF Cup 2022, thành tích chỉ xếp sau đang đà của đội tuyển Thái Lan. Khi có bàn dẫn trước, Malaysia đã đá từ thủ và khiến cho Thái Lan bế tắc. Trước hàng thủ số đông của đội chủ nhà, Thái Lan đang cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những quả tạt hai biên. Tuy nhiên, Võ Chiến đã để cho đối thủ chọc thủng lưới bằng chính bài tấn công này. Phút 21, cơ hội lại đến với Malaysia sau đường truyền hỏng của Thairathorn. Rashid đã tung ra một cú sút táo bạo từ giữa sân nhưng bóng không đi trúng đích. Phút thứ 22, Đăng Đa đã dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm nhưng bàn thắng chưa đến với đội khách. Võ Chiến đã dứt điểm 5 lần, chỉ có 1 lần trúng đích. Khi Malaysia có bàn chỉ sau 3 cơ hội. 5 phút sau, cơ hội lại đến với Võ Chiến, Thairathorn truyền nơi. Một điểm rơi đẳng cấp để cho Cham Jasami băng vào dứt điểm, tuy nhiên số 8 không đủ sức dướn người để đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Ngay lập tức, Malaysia có câu trả lời bằng một pha 1-1 với thủ môn của Quentin Chen. Pha đặt bóng của anh thì cũng đã đưa bóng đi vọt xa. 35 phút đầu tiên, Thái Lan cầm bóng 63% và chạm mốc 10 cú sút nhưng đều chưa thể gây khó khăn cho đối thủ. Trong khi đó, Malaysia thành công với lối chơi phòng ngự dính dập. Phút 38, Thairathorn tiếp tục có một đường truyền chuẩn xác vào vùng cấm. Tuy nhiên, không cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào dứt điểm. Số 3 chưa đầy ấn tượng trong vai trò tiền đạo trung tâm. Cơ hội tiếp tục ở phút thứ 44, Ekanit đã dứt điểm ở vạch 16,5m, bóng đi trúng đích nhưng vẫn bị thủ thành Hami dễ dàng bắt gọn. Những phút cuối, Thái Lan chuyển qua chuyển lại và không thể tìm cách có thể tiếp cận được khung thành của đội chủ nhà. Trong khi đó, Malaysia chứng tỏ họ là một đối thủ kỳ dơ. Tỷ số khép lại 1-0 dành cho đội chủ nhà. Khi kết quả được công bố, thì hàng loạt những bình luận, cộng đồng Asian Football đã khen ngợi Malaysia và chỉ trích Thái Lan. Cánh phải của Quentin Chen có vẻ mệt mỏi và không cho thấy sức bật cần thiết. Hy vọng anh ấy sẽ chơi tốt hơn trong hiệp 2. Thái Lan tấn công khá tốt với những đường truyền ngắn ở giữa sân, nhưng hàng thủ Malaysia cũng đã có ngày thi đấu đầy chắc chắn. Một cổ động viên từ Thái Lan thì viết, kỳ vọng mà người hâm mộ Thái Lan đặt cho Bắc Kinh giải này không lớn, nhưng nếu mà thua Malaysia thì khả năng cao một cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ diễn ra với bóng đá Thái Lan. Ngay đầu hiệp 2, lưới của Thái Lan cũng đã lại tiếp tục bị rung lên ở một pha bóng bổng. Thủ môn Kipipong đã băng ra lỗi để bóng chạm đầu của Dominic Tan đã đi vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài chính người Hàn Quốc không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà. Ông cho rằng cầu thủ Malaysia đã phạm lỗi trong pha tranh chấp. Tuy nhiên, cổ động viên không phát hiện lỗi của cầu thủ áo vàng từ video quay chậm trong tình huống băng ra của thủ môn Kipipong. HLV Kipanguan cùng với cầu thủ Malaysia tỏ thái độ gay gắt nhưng không thể nào thay đổi quyết định của trọng tài. Phút thứ 63, Ekanit đã có một cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng mà cú sút của anh không đủ lớn để có thể thắng được thủ môn bên phía Malaysia. Phòng ngự quả cảm, hiệu quả, Malaysia bảo toàn được chiến thắng trước Thái Lan. Với ngôi đầu bảng A cùng với thành tích bất bại, đội tuyển Thái Lan chắc chắn được đánh giá cao hơn với Malaysia. Đội đã thua Việt Nam 0-3 ở vòng bảng.
Thêm vào đó, vị huấn luyện viên Paul King cũng đã có hơn 2 năm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, còn Kim Man-won thì mới nhận chức thuyền trưởng vào hồi đầu năm. Tuy nhiên, Malaysia chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, dù Thái Lan là một đội bóng giàu thành tích. Tuy nhiên, cán cân lịch sử đối đầu trực tiếp lại nghiêng về Malaysia. Tờ Eleven đã cho biết, Harimau Malaysia giành chiến thắng 41 trận, thua 37 trận và hòa 34 lần trước Thái Lan. Đặc biệt trong suốt 8 năm vừa qua, Thái Lan chỉ toàn hòa và thua trước Malaysia. Trong khoảng thời gian này, hai đội gặp nhau 5 lần và vô chiến hòa 2 thua 3. Chung kết AF Cup 2014, Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, lần tái đấu tới, đoàn quân hùng mạnh của huấn luyện viên Kiatisak sẽ lại để cho đối thủ dẫn trước tới 3-0. Rất may cho họ là có những cá nhân đã tỏa sáng kịp thời giúp đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sở hữu dàn cầu thủ đang có bước vượt bậc, đáng kể như là Chanathip, Sarek hay là Thanapun Kerasat. Sau đó, lứa cầu thủ này cũng đã chinh phục thành công tấm huy chương SEA Games năm 2015 là một tấm huy chương vàng. 4 năm sau, hai đội tái ngộ ở bán kết AFF Cup 2018. Lần này, Malaysia đã tiếp tục gây khó khăn cho Thái Lan dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên. Ở lượt về, hai đội đã tạo ra một cuộc rượt đuổi hấp dẫn với tỷ số 2-2 được giữ cho tới những phút cuối cùng. Malaysia giành quyền vào chung kết nhờ lượt bàn thắng ở trên sân khách. Người Thái Lan đổ lỗi cho thất bại bằng lý do là họ không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, vò chiến cũng đã phải tự trách mình khi mà Corison đã phá hỏng phạt đền phút thứ 90+6. Đến vòng loại World Cup 2022, Thái Lan thất bại Malaysia. Sau chiến dịch này, vị huấn luyện viên trưởng từng dẫn dắt Nhật Bản ở World Cup đã bị sa thải. Những thất bại liên tiếp trước Malaysia khiến cho huấn luyện viên Paul King phải tung ra đội hình mạnh nhất với các trụ cột nổi tiếng như là Thaiathon Bumathan, Suvachop, Chanathip. Tuy nhiên, với những gì vò chiến đã làm được cũng chỉ là một trận hòa. Với người Thái, thất bại này khó lòng chấp nhận. Những giọt nước mắt của ngôi sao Suvachop, người đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn và sút hỏng quả luân lưu, đã nói lên điều đó. Đương nhiên là người hâm mộ cũng rất quan tâm từ chuyên môn, họ sẽ nói về sơ đồ 4-4-2 của huấn luyện viên Paul King. Bumathan được đợi lên chơi vị trí là hậu vệ cánh, còn với Sasalak, anh sẵn sàng chơi như là một đảo ngược cánh để giúp cho đội tuyển Thái Lan triển khai tấn công. Bên kia chiến tuyến, ông Kim Man-won cũng tỏ ra là một chiến lược gia khó lường khi mà sử dụng cả sơ đồ, chiến thuật 4 hậu vệ lẫn 3 hậu vệ. Tuy nhiên, ở một trận đấu đỉnh cao, chuyên môn chưa bao giờ là đủ. Tâm lý căng cứng khiến cho những ngôi sao của Thái Lan trở nên vô duyên một cách kỳ lạ trước khung thành của Malaysia, đặc biệt là những khoảnh khắc đá hỏng trên chấm 11m. Mang lại nhiều cảm xúc trái chiều, đó là những thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc đối đầu giữa Malaysia và Thái Lan trong 8 năm qua. Trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 10 tháng 1 vào lúc 19:30.